ăn cái gì đấy? Cuốn mì, cuốn bánh ăn đấy. Bạn nào đang thưởng thức món gì đấy? Có bảo không? Đấy là nguy hiểm, bên đấy người ta va vào nguy hiểm nhọn. Rồi, rồi thôi bần bần bỏ bỏ. Để bố bỏ này. Chú cơ xin thông báo hiện nay có một bé trai 6 tuổi trên mặc áo màu trắng, quần màu vàng đang bị lạc trong siêu thị. Cứ thế mà nhìn thấy cháu, vui lòng đưa cháu về quầy thông tin. Chú cơ xin thông báo hiện nay có một bé trai 6 tuổi, cháu tên là Đức Anh, nó mặc áo trắng, quần màu vàng đang bị lạc trong siêu thị. Cứ thế mà nhìn thấy cháu, vui lòng đưa cháu về quầy thông tin. Chú cơ xin cảm ơn. Mở quầy đông lạnh đến quầy 48, mở quầy đông lạnh đến quầy 48. Đây là dẫm vào mì đây. Nó có vị gì đây nấm? Ngọt. Ngọt à? Không cay à? Thôi, tôi rồi thì thôi. Con thử hút nước xít xem nào. Có cay không? Rồi thôi. Trời ơi, thơm ngon đến à. Đấy, biết ăn đũa rồi đấy. Thế là biết ăn đũa rồi có gì đâu. Yeah. Tới quầy 41, rồi quầy trẻ em tới quầy 12. Em. À, thế rồi. Đã thưởng thức xong.